Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, gặp nhiều may mắn cuộc sống ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em hai mẫu lục nha anh em. Thì cái mẫu lục này là cái mẫu lục chích nha anh em, và cái mẫu lục này là mẫu lục cô gái ha. Thì hai cái mẫu lục này, hai mẫu lục bán chạy nhất bên em nha anh em. Mấy mẫu này biết lắm. Thì cái mẫu lục này là em hiện tại thì em tới 2-3 mẫu nha anh em, 2-3 mẫu cái mẫu lục ha. Thì riêng là cái mô hình cái lục này, mẫu lục này là cái mẫu lục chích cao cấp nhất bên em nha anh em. Thì cái mẫu lục này là mẫu lục cao cấp nhất ha. Thì từ nguyên liệu làm cho tới làm độ tỉ mỉ của nó là nó cao lắm nha anh em. Thì cái lục này thì sẵn em quay đóng cho anh em á, sẵn em quay luôn nha anh em. Với cái lục này thì chút cũng giao cho anh em à. Thì cái lục này anh em thì đặc biệt là bằng inox, làm inox xịn nha anh em, inox xịn nó không kỹ ha. Lúc 304 nha nè. Dây nè anh em coi nè, dây căng là cứng lắm nha nè. Thì cái lục này anh em thì mỗi một cái mối đều cuộn rất kỹ càng nha nè. Dây nè anh em nè, thấy không? Kỹ nha nè. Nó không có chạy nha. Dây nó không bao giờ chạy tới luôn nha anh em. Làm kỹ kỹ lắm. Lục này làm là đặc biệt là kỹ lắm nha nè. Từ ti viết nhỏ luôn nha nè. Thì cái inox thứ nhất là inox xịn, thứ hai nữa cái lò xo của nó nha nè. Thì cái lò xo ghi cái lục này là cái lò xo đặc biệt nha nè, lò xo đặc biệt ha. Thì cái lò xo này là đặc biệt nha nè, siêu cứng nha. Lò xo này bẻ tay nha nè, bẻ tay bẻ quấn điện lực nên em quấn nó dài ra gì nha nè. Chứ cái lục ngoài thị trường thì không có lục nào mà cái lò xo dài gì đâu nha nè. Xo này quấn tay điện lực ha. Thì inox bao cho anh em là inox không nghỉ nha nè, inox 304 ha, inox xịn luôn nha nè. Thì inox thì nó có nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu lắm, riêng cái loại inox này inox đặc biệt nha nè. Thứ nhất là cái lò xo ha, cái lò xo với cái inox nha nè. Thì cái lục này anh em thì cái dân thì thợ thì cũng thợ trong nghề đi 7-2 mấy năm nha nè, 2 mấy năm ha mới làm ra được cái lục này. Thì cái lục này cái bề hoành, cái bằng nạp nó lớn lắm nha nè, bề nạp nó bề ngang là 50 nha nè, dài 50 ha. Thì một số anh em báo là đập 2-3 là ok nha nè. Thì dây mỗi tất cả các mức dây đều cuộn rất nhiều mối nha nè, nhiều mối ha. Nên dây anh em yên tâm nha, không bao giờ nó chạy sức chưa, anh em xài thời gian không bao giờ nó chạy đâu nha nè, chạy tới chỉ lui đâu ha. Thì đặc biệt là cái bằng đập ha, bằng đập thì riêng là cái lò xo nó cực kỳ cứng, lò xo nó cứng lắm nha nè. Thì bằng đập thì bên em làm nó sát lắm nha nè, anh em coi nè, nó sát ha, sát cái sát như gì đây anh em, có nghĩa là nó sát như gì đây á, là khi mà dính con mỏi ngồi là nó sẽ không có nông lên được nha anh em, nó không có thật ra nông lên được ha. Thì bên thì mấy cái khi mà những cái lục mà thợ, những cái lục thông thường á, thợ làm không để ý á, thì làm hở mấy chỗ đó lắm nha nè. Đó thì khi ấy thì cái con mỏi mình dính là nó sẽ nông lên nha. Thứ nhất nữa là so nó cứng, nó sẽ không nông lên được đâu nha nè. Thì cái lục này là cái dòng cao cấp nhất bên em ha. Thì hiện tại thì cái lục này hiện tại anh đang bán giá là 1.3 triệu nha anh em, 1.3 triệu ha. Anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Thì cái lục này anh em xài yên tâm nha. Mẫu lục này anh em xài không còn gì để chê nữa cho anh nha anh em. Không gì. Đã lắm nha anh em. Chết ha, cái lục này bán nhiều lắm. Anh em nào mà chơi gành, là mà anh em nào mà chuyên nghiệp á thì anh em thích mẫu này lắm. Mẫu này lắm ha. Thì giá thành nó hơi cao hơn. Thì hiện tại thì giá lục thì em có nhiều giá lắm. Nhiều giá lắm nha nè, 750 có, 1.3 triệu có, chuyên lục này là cao cấp nha. Còn tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái lục nữa ha. Thì cái lục này là cái lục lục cua gáy nha nè, lục dừa ha. Thì cái lục này thì nó nhạy lắm nha nè, nhỏ gọn. Thì lục này là làm tỉ mỉ công phu lắm nha nè. Thì nóc 304 luôn nha nè, dây siêu bền ha. Dây nhà mà có khô luôn nha nè. Lục này thì mình để trên cây dừa nha nè. Thì như anh em nào có cái xào á, mình để trên kênh dừa vậy lắm, để chút xíu rồi dính thôi nha nè. Vậy đâu, cái lục này là em bắt biết bao nhiêu con luôn. Lúc trước thì em làm để xài nè, sau này thì có một số anh em yêu cầu á, yêu cầu rồi em làm bán luôn ha. Vậy lắm, nhiều người thích lắm nha nè, nhiều người thích lục này lắm ha. Thì cái lục này thì hiện tại em đang bán giá là 750 nha nè. Cái lục này làm tốn công nhiều lắm nha nè, 750 ha. Thì hai cái mẫu lục này á, anh em cần mẫu nào thì alo em trực tiếp nha nè, hoặc là anh em nhắn tin Zalo ha. Thì em sẽ gửi mẫu lục cho anh em coi. Đúng cái mẫu anh em muốn đặt thì em gửi về cho anh em ha. Thì riêng bao phí vận chuyển nha anh em, cái lục dừa này thì 750 ha, cái lục này thì 1.3 triệu nha anh em. Bao phí vận chuyển ha, về tới tay anh em là 1.3 triệu với 750 nha anh em, đầy đủ nha. Cái lục này nó nhỏ gọn, nó không có nặng quá nha anh em, nó khoảng 1-2 kg ha. Khi anh em xách mà mình đi cả ngày nó có không mỏi tay nha anh em, dừa lắm. Cái này thì nhẹ, cái lục
dừa này nhãn nha anh em. Thì hiện tại thì bên em khoảng 300 mặt hàng nha anh em. Thì một ngày em lên một số sản phẩm cho anh em tham khảo, anh em cũng nào thì alo em ha. Alo em nha anh em. Thì có mẫu nào có thì báo có báo giá luôn nha anh em, gửi sớm gì cho anh em xài ha. Còn lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em nhiều ha, chúc mấy anh em năm mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.